anh chơi nha, đi du lịch qua màn ảnh nhỏ ha. Để con trai của em đi ra nó ngủ rồi, ngày sáng thức sớm rồi bây giờ ngủ rồi, rồi đem gói đem đồ nè. Tối nay thì ở lại đêm ở khách sạn để nó đi sẵn, để ngày mai đi chơi một ngày thì mình mới đi về. Bây giờ là 9 giờ sáng. Chỗ dừng chân cho mình ngồi là ăn uống rồi nè. Này của men nè, của nam. Này phòng này thì nam nữ, phòng này của nữ. Nhưng mà đóng rồi, mình phải đi qua bên kia. Trời ơi, đi trên đây không chịu nữa, bắt trước đi với ba với này. Rồi đi với đá sỏi hả? Rồi đi đi. Đá không? Vui không? Hả? Đây cái chỗ dừng chân. Nó có để gì cho mình coi không? À, mấy cái địa điểm tham quan ở trên này. Này của Kelso Dan Hoover đập nè. Này cái đập Hoover này mai mình sẽ đi tới nè.
Đết qua này là thung lũng chết. Chỗ này nóng dữ lắm luôn, mình không có thời gian để mình đi nhiều đâu, mai mình chỉ đi đây thôi. Red Rock Canyon nè. Nếu có thời gian mình sẽ đi đây nữa nè. Grand Canyon là xa lắm. Mình phải chạy lên mấy tiếng rồi mới tới. Mấy địa điểm này, du lịch nè, ở trên trên Las Vegas nè. Đây là những cái cây mà nó mọc được ở trên sa mạc này cả nhà. Mình chỉ biết được cái cây xương rồng rồi thôi. Này, này cũng có họ xương rồng. Cái bông này nhìn giống bông mai mình quá ha. Giống bông mai nè. Còn cái này là mấy cái con vật mà. Lock tail. Giống con thỏ quá ha. Con sư tử. Con rùa. Con sheep là con cừu mà sao nó nhỏ, chứ sheep chứ này không phải con cừu. Đây là mấy cái con vật, con rắn nè, mấy con này độc nè. Rùa lũ nữa, trên sa mạc này cũng có lũ nữa nè. Flash flood nè. Nó cảnh báo cho mình nè, nó những cái mình phải giữ an toàn nè. Khi mà đi ở trên sa mạc nè, xe cộ cũng như là con người nè. Con sương rồng đẹp. Trên sa mạc cũng có rùa đó nè. Desert nè. Cái sương rồng Joshua tree ha. Joshua. The Mojo Desert. Đẹp á. Cave nè cả nhà, này là mấy cái hang nè. Hang ha. Đẹp quá ha. Cái này màu tự nhiên nè nha. Màu tự nhiên á. Ồ, con này trắng tươi luôn. Nó để là dry lấy. Cái hồ mà nó khô luôn. Black Rock. Đây có chỗ ngồi ăn nhóc luôn. Ba cái, ba chỗ. Mới không à? Lên đây. Lâu hả? Đi 8 giờ. Ừ. Cả nhà đi Las Vegas chơi nha. Nó chạy được 100 mai à? Mới 100 mai à? Sáng nó mờ, không ra không rõ ha. Hai cho trời, cho trời. Để chạm dùm chân nè cả nhà ơi. Bên đây là khu vực cho xe tải nha. Xe 18 bánh. Đó nhà vệ sinh đó. Qua bên đây thì dành cho xe nhỏ. Xe nhỏ thì đậu bên đây. Kevin. 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 Hello. Con đâu có tuột xuống được đó. Này. Nội đang bới cơm ăn. Này gỏi này, gỏi rau tiếng vua. Tiếng vua với này nè. Đó gà tiếng vua. Tối này là bà nội xào con gan. Đây. Đi đâu vậy? Ăn không? Xuống đi xanh. Giờ mình ăn uống xong rồi giờ mình đi xuống đây chụp hình nè. Nó có nhậu dây chì hết trơn nè. Ừ. Đã quá. Trời không đến nổi nóng lắm. Nó hầm hầm thôi. Ờ mấy cây này có bông nè. Bông khô luôn rồi. Đây con lấy cái cây sapi nè. Chụp ngay cái cây nè. Ngay cái gốc. Vô đây nó cũng mát mát. Giờ chuẩn bị cây selfie để chụp hình gia đình.
chụp chuyện xong thì giờ chuẩn bị khởi hành tiếp cả nhà. Giờ mình đi tiếp. Đi lớn thì gắt á, nóng quá cả nhà ơi, như cái lò lửa vậy. Giờ mình đi lẹ vô xe nè, đợi ba đi nha, để ba chơi dù vô đi kìa. À, nóng như cái lò lửa vậy, nhà mình mới đi dù thôi chứ mà. Giờ mình đi vô trong đó, à, đi vô trong đây, đi vô trong cái mất kiến kìa, mất kiến kìa, nắng như cái lò lửa vậy đó, quả diễm sơn. Như quả như này phải có dù mới được. Nè, cả nhà mà có đi á, nhớ đem theo dù nha. Có dù vậy chứ nó nở lắm. Nãy cây dù của ông xã mình che lên chứ nó đỡ nhiều lắm. Nóng ghê hả? Mấy đứa nhỏ xuống là quá trời luôn. Nóng quá. Ba của người đi ngang, ta tấp vô đây nè. Để người ta ghé, người ta chụp hình. Đi như thế thì nhớ mang cái
chân nha. Đi dưới cao gót là mệt lắm rồi, nóng dữ thần luôn. Vô chung đây cho nó mát. Ủa, vô đây cái nó mát liền luôn. À, nó sơn lên nè. Làm sao thiệt được. Ở đây cột đá cao. Nghe nói là cũng sắp dẹp cái này cả nhà. Nó không có còn để nữa. Đúng là sa mạc cả nhà, chạy ra muốn kẹp chứ. Anh nóng. Anh bắt hơi cười. Cả nhà thấy không? Mồ hôi. Trời ơi, mặt mà vô đó nó nóng. Mồ hôi chảy. Quá trời nóng. Nóng kinh khủng. Chụp có mấy tấm hình thôi mà mệt quá. Con chơi đó không? Dạ. Ừ đó. Cho mẹ chơi luôn. New York. Mẹ cho mẹ chơi luôn. À, mẹ chơi luôn hả? Dạ. Tưởng là nữ thần tự do nè. Lên Las Vegas thì mình có thể đi du lịch nhiều nước lắm. Nước Paris, nước Pháp nè. Ngày đi New York City nè. Ngày nước Ý nè. Đủ thứ nước luôn. Nhiều nước trong một. Ba mẹ bên đó thì có nhà hàng Ý kìa. Mẹ ba. Italian restaurant. Nó có gì kìa sao? Hàng Ý. Sao có gì? Tự nước thằng tự do nè. Quá trời luôn nè. Bên đây là chỗ đó, sô-cô-la nè. Nè tối nay em đi dài dài đây nè. Đó, mò, này vô mò rồi, trung tâm mua sắm rồi. Tối nay em đi dài dài đây. À, tới rồi cả nhà ơi. Chuẩn bị đi chơi nha cả nhà. Mình đã tới Las Vegas rồi. Las Vegas một thiên đường của anh chơi và mua sắm này. Chào hả? Một nơi mà rất nhiều người mơ ước đến. Chào hả? Đó. Đó. Hôm nay em sẽ cùng với cả nhà đi chơi nha. Chào hả? Rồi. Ở đây cây đàn guitar. Wow. Giờ mình đang trên đường đến để vô check-in khách sạn. Mật kinh thì nó báo ở trên mạng thì 24 tiếng thì 18 đồng. Khách sạn nào khách sạn nấy cao quá trời luôn. Quá chừng luôn ha. Này biết bao nhiêu tầng nữa. Quá trời cao luôn. Giờ mình đi vô vô mật kinh, vô đậu xe. Mình đặt cái vé để biết kiếm tiền. Sao không nè? Rồi xe dừng lại. Về phía sau, rồi. Đi quá quải. Đi từ 8 giờ sáng giờ 2 giờ chiều rồi. Thank you.
ngồi lên đây nè. Nhanh đi vô nó mệt quá nè. Giờ chắc 3 giờ rồi đó. Một hai mười lăm. Mình ở khách sạn số 1215. Có cái quẹt thẻ vô. Không quẹt hả? Áp vô. Vô xanh à. Xin mời vào. Để review khách sạn cho cả nhà coi. Bước vô đây thì có cái bức tranh. Thả em xuống đi. Bước vô cái phòng á thì bên có cái bức tranh này đó. Vô vào bên đây thì bên trái thì có sẵn luôn cái nhà vệ sinh, tắm rồi, sạch sẽ ha. Mẹ đúng cho con coi. Cái bồn cầu. Bên đây thì kiến bồn rửa mặt. Mẹ đi đâu? Mẹ có xà bông. Mẹ ống cho con mẹ. Đây là xà bông conditioner, cái này là nước xả, dầu xả nè. Này là lotion để sức dưỡng ẩm cho ấy, cho da. Máy sấy tóc. Một cái khăn, bên này cũng cái khăn luôn. Mình ghé. Trong này phải có gì nè. Con mẹ. Nên mình đặt cái phòng có hai giường, hai giường size queen. Mẹ giúp hả? Con. Giúp con. Bỏ cãi vậy, bỏ cãi về ra đi, con cãi về ra. Cãi về ra mới đeo lên. Chỗ mà so lên cái tờ. Nó phải. Vô đi nó mát, thoải mái quá kìa. Có cái bàn để nắm. Cãi đi. Cái view của mình thì không có được đẹp. Nhưng mà để tối coi sao. Tại vì khách sạn nó rẻ tiền cả nhà, nên cái view nó mới vậy. Mình đây có cái tủ, nó có cái đồ bằng cái bàn chân, cái bàn cái chân đeo cái đồ. Chú. Đây đây có bằng mũi, mấy cái móc để mình máng quần áo lên, có cái két sắt luôn. Két sắt nè, két sắt có gì không? Ô, để vàng để tiền đồ vô nha. Dưới đây có một hộp tủ nữa. Không có gì luôn. Này cái chân nè. Cái này để mình máng đồ lên nè cả nhà. Cái chân để mình đồ áo. Còn cái này để cái chân mình ủi. Để mình ủi đứng. Leo lên. Hả? Cái cào quá nó leo lên không được. Rồi vô lên nữa. Thế vậy nha. Này thì có cái điện thoại. Mẹ cái điện thoại để mình có điện nhân viên lên ha. Này cái tủ. Có điện thoại đó. Mẹ có điện thoại đó. Đây là cái đèn nè. Bức tranh.
Dẻ hoa sơn là đẹp ha. Đây cũng có một cái đèn. Đây con ngựa nè. Con ngựa vàng hả? Đây con ngựa nè. Ủa có tủ lạnh nè. Đây con ngựa nè. Vậy mà mình tưởng có tủ lạnh. Để tao con. Ừ để đồ vô tủ lạnh nè xanh. Hả? Từ từ. Đẹp hơn. Cái này là đây con ta. Này để đựng gì không biết nữa. Không đi khách sạn rồi, không có biết. Cũng hơi bị lúa thôi nha. Nè, hai cái giỏ nè, cái giỏ. Đi mệt lên giường thoải mái. Chuyện cắn nha. Hai. Đi đây. Giờ mình đi xuống phố chơi nè cả nhà. Cơm nước chiều xong rồi, bây giờ mình sẽ ra đi xuống phố đi dạo. Ở khu vực vui chơi này á, thì xung quanh là nhiều nghệ sĩ đường phố lắm luôn. Nếu mà mình thấy họ hát hay hoặc là diễn hay á, thì mình tiếp cho họ ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực khách sạn lớn nhất ở trên này nè. Khu khách sạn Bellagio rất là đẹp luôn. Thì ở ngoài trời hiện tại rất là nóng luôn. Nếu mà cả nhà có đến Las Vegas du lịch á, thì ban ngày nếu mà mình không có thích chơi trong casino thì mình có thể đi shopping, đi mua sắm, ăn uống. Hoặc là mình vô khách sạn để mình chụp hình tự sướng hoặc là sống ảo, có rất nhiều cảnh đẹp luôn. Còn chiều khoảng 6-7 giờ, khoảng 7 giờ thì mình xuống phố nha. Nhiệt độ nó xuống bớt thì mình xuống phố mình đi cho nó khỏe hơn, chứ không thôi thì nóng lắm nha. Nhiệt độ mùa hè trên Las Vegas thì rất là nóng luôn. Nếu mà đi mùa thu hoặc mùa đông thì rất là ok luôn. Đây mình đã tới khách sạn Bellagio rồi nè. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị để chụp hình làm lưu niệm, rất là đẹp luôn. Bông tươi không luôn nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có đến Las Vegas thì hãy ghé qua khách sạn này nha, rất là đẹp luôn á, bông tươi rất là nhiều luôn. Vô mé trong thì bông tươi nhiều lắm. Còn ở ngoài này, ngoài cái sảnh này thì là bông giả. Còn đi vô trong kia thì toàn là bông thiệt không à. Rất là đẹp luôn. Đến Las Vegas là phải check in, nhất định là phải check in khách sạn này nha cả nhà. Wow.
Con mình đã thấy nước nó khoái quá trời luôn. Do là video cũng hơi dài đó, nên em sẽ kết thúc phần 1 tại đây. Mời cả nhà đón xem phần 2 ha. Phần 2 thì mình sẽ đi xem múa nước nè, rồi quả cầu đèn LED khổng lồ và đập Hoover. Còn rất là nhiều điều thú vị ở phần 2 nữa nha cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nếu thích thì cả nhà cho em xin một like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ của Bắp Cali nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha.